Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, thì việc điều trị bệnh nhân cũng gặp phải không ít những khó khăn. Trước tình hình đó, để hỗ trợ người dân được chăm sóc y tế, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa tới các hộ gia đình, và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được chọn làm nơi thí điểm. Đây là tổn thương chấn thương của xương cột sống D11 và 12. Trên lâm sàng đấy, các anh chị anh báo cáo là bệnh nhân có liệt đúng không ạ? Đây là một buổi khám bệnh từ xa của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho một bệnh nhân bị ngã, hiện phải nằm bất động, có nhiều tổn thương. Các bác sĩ đầu ngành về chẩn đoán hình ảnh, lâm sàng, nội thần kinh đã cùng Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hội chẩn trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để đưa ra hướng điều trị kịp thời nhất cho bệnh nhân. Trong buổi khám trực tiếp hôm nay, có 4 đầu cầu tham gia với 7 bệnh nhân được chẩn đoán. Với nền tảng ứng dụng khám từ xa này, các ca bệnh đều được phân tích cụ thể, đưa ra hướng xử lý tại viện, tại nhà hoặc trường hợp nào nên chuyển lên tuyến trên. Các thầy thì đã giúp đỡ cho tất cả những cái đồng nghiệp ở tuyến dưới này là có thể nói là học tập được rất nhiều của các thầy về từ chẩn đoán hình ảnh, cho đến khám lâm sàng, cho đến các triệu chứng mà các thầy có thể nói là chỉ nick ra những cái triệu chứng vàng. Telemedicine đây vẫn chỉ là bước đầu tiên khi mà các công nghệ bắt đầu ứng dụng với các cái phần mềm, sau này chúng ta sẽ càng ngày sẽ càng có cái chất lượng khám chữa cao hơn, tốt hơn, và đặc biệt là đối với cả ngành y thì tôi vẫn nói là không thể sử dụng một cái phương pháp để có thể chẩn đoán bệnh, chúng ta phải sử dụng rất nhiều phương pháp và telemedicine là một phương pháp phối hợp trong việc chẩn đoán. Hệ thống khám bệnh từ xa giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận lợi, nhất là không cần phải đến bệnh viện khi không cần thiết, giúp giảm tải cho bệnh viện, tránh lây bệnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số khó khăn khi vận hành nền tảng ứng dụng này. Nguồn lực chúng ta còn hạn chế, tại vì các nước phát triển thì người dân có thể mua những cái dụng cụ, những cái device có thể tự theo dõi sức khỏe ở nhà. Tuy nhiên ở Việt Nam thì những cái dụng cụ đấy hiện nay còn rất đắt và rất hạn chế cho người dân. Cái khó khăn thứ hai quan trọng hơn cả đấy là cái hành lang pháp lý. Hiện nay chúng ta vẫn chưa có chính thức các văn bản hướng dẫn việc triển khai khám chữa bệnh từ xa, nguồn lực đâu, bảo hiểm y tế có chi trả không và thu phí cho người dân như thế nào. Trong bối cảnh dịch bệnh, mô hình khám chữa bệnh từ xa giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây cũng là giải pháp đáp ứng yêu cầu chống dịch, bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm lượng giấy tờ.